Chào tất cả các em. Và chúng ta lại cùng đến một tiết học nữa của khóa học luyện nghe từ con số 0. Và những tiết học trước thì các em đã được cô Mai Phương hướng dẫn về cái cách nghe về số đếm, số thứ tự, cách nghe về giờ, time. Và trong tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề nữa, đó là chủ đề ngày tháng, dates. Và cái từ date này thực ra là một từ rất là thú vị. Từ date là chỉ ngày. Nếu như mình nói là hôm nay, chúng ta có thể hỏi nhau là hôm nay là ngày bao nhiêu? What's the date today? Hôm nay là ngày bao nhiêu? Ok chưa? Thì mình có thể nói là hôm nay là ngày bao nhiêu đấy, tháng bao nhiêu đấy, năm bao nhiêu. Ok chưa? Nhưng từ date hay ở chỗ nào? Thì cô bật mí với các em, động từ date còn có nghĩa là hẹn hò. Hẹn hò. Đó là hẹn hò thì mình cũng phải có ngày tháng giờ giấc đúng không ạ? Và cái từ này rất là thú vị. Ai đó đều thích những cái từ hẹn hò, đặc biệt là những người đang yêu đúng không ạ? Date. Ok. Thế thì trong tiết học ngày hôm nay ấy, thì cô Mai Phương sẽ hướng dẫn cho các em cái cách để mình có thể là, thứ nhất là mình hỏi về ngày tháng này. Thực ra là không phải là hẹn hò đâu nhỉ. Trong tiết học ngày hôm nay của mình thì không liên quan đến hẹn hò. Tất cả xoay quanh những cái chủ đề đó là ngày, tháng và năm. Có thể là những ngày tháng năm của những ngày xưa cũ, tức là trước trong quá khứ, hoặc là ngày tháng năm sắp tới, hoặc là chỉ một khoảng thời gian mình ở đâu đó trong bao lâu, thì các em sẽ dùng những cái cấu trúc mà trong tiết học ngày hôm nay cô Mai Phương sẽ gửi đến chúng ta. Ok, về ngày chúng ta có thể thấy đây một cái quyển lịch đúng không ạ, calendar, và quyển lịch này có thể có những ngày 16, 17, 18 vân vân, 21, 30, 31 vân vân, đúng chưa ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng, trước tiên á, là chúng ta sẽ cùng học cái cách để nói về năm trước, bởi vì năm là dễ nhất. Khi mà mình nói á, thì gần năm thì cái cách nói như thế nào, thì chúng ta sẽ đi vào cái bài tập đầu tiên. Ở bài tập này thì người ta cho một loạt các cái cách nói về năm. Và cô sẽ trước hết thì cô sẽ hướng dẫn các em là mình muốn nói là năm bao nhiêu ấy thì mình nói theo cách nào. Các em để ý nhá, ví dụ như năm 1879 thì các em sẽ nói trong câu như sau. Tách cái số năm này ra làm đôi. Ở phía trước chúng ta có số 18 và phía sau chúng ta có số 79, đúng không ạ? Vậy nếu như là năm 1879 thì các em sẽ nói là 1879. Có đúng không ạ? Cái số này thì mình đã học ở trong tiết 1 rồi, nên cô hy vọng là các em không gặp khó khăn nào trong việc đọc những cái số này. Thì 18 thì mình nhớ là 18, và nhớ trọng âm rơi vào chữ teen, đúng không ạ? 18. Và 79 thì sẽ là 79, rõ ràng như thế rồi. 1879 đương nhiên là 1879, được chưa? 1952 thì nó sẽ là 1952. Chính xác không em? Chính xác đúng không ạ? Mình sẽ nói 19 trước, xong rồi 52 sau. Đó, cứ như vậy. Và đến cái số tự, cái thứ tư này, thì chúng ta có 1800, thì nó sẽ hơi khó một chút là cái 00 này thì các em sẽ nói như thế nào. Nếu như những số có hai chữ số, ví dụ như là 79, 52, 39 đây thì mình nói rất là dễ. Nhưng mà nếu như 1800 thì các em sẽ nói cho cô là 18, vẫn như vậy. Còn 00 chúng ta dùng 100, và 100 là trăm, đúng không ạ? Thì là 1800 thì sẽ là, mình sẽ nói là 1800. Ok nhá. Tiếp tục như vậy. Ok. Và tiếp theo đó là nếu như nó là năm 1817 chẳng hạn, thì rất đơn giản, đó là 1817, đúng không ạ? Thì cứ 1817 thôi. Cái cách đọc rất là đơn giản. Nhưng ví dụ như năm 1901 chẳng hạn, thì lúc nãy mình có 1900, 1800 thì các em phải nói là 1800. Thì 1900 mình có thể nói là 1900. Nhưng mà ở đây nó lại không phải là 00, nó là 01. Và nếu mà là 01 thì các em phải dùng cho cô cách đọc đặc biệt hơn. Đó là 19 bình thường, nhưng sau đấy dùng O thay cho số 0. Và 1901 là cách đọc của cái số 1901 này. Ok chưa? Đấy nhá. Đấy, vân vân. Thì cứ tiếp tục như vậy thôi. Đấy, ví dụ như là 1908 thì cũng sẽ là 1908. Ok. Rồi nhá. Rồi ok. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại giúp cô này. Cái cách mà họ băng á, họ đọc những cái số liệu ở đây từ năm 1879 vân vân cho đến hết năm 1066, chúng ta cùng nghe, và sau đấy thì các em nghe và các em lặp lại giúp cô nhé, cái cách người bản ngữ họ đọc cái năm này như thế nào. 1879 1952 1539 1539 1800 1978 1760 1913 1817 1901 1970 1929
1898 1908 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 1
Rồi ok, đấy là bài tập đầu tiên. Và bây giờ các em có vẻ như là đã biết cách đọc năm rồi đúng không ạ? Cũng lưu ý giúp cô là về năm á thì nó cứ như vậy, cứ 1900, 1901, 1910 trở đi đúng không? 1910, rồi tiếp tục là 1911, 1912, vân vân. Đến 1999, 1999. Và đến năm 2000, ở đây không biết có em nào sinh năm 2000 và đang học video clip này không nhỉ? Thế là năm 2000 thì mình sẽ nói là 2000, đơn giản là như vậy thôi đúng không ạ? 2000. Nếu mà là 2001 thì chúng ta có hai cách đọc. Cách đọc thứ nhất các em phải nói là 2001. Tức là em vẫn tách ra 20 thì sẽ là 20 và 01 thì dùng là 01, 2001. Nhưng có cách đọc khác nữa mà không có thể phù hợp, đó là 2001 thì cũng vẫn đúng ạ, tức là 2001 cũng vẫn đúng, về cái lúc đó là cái 20 của chúng ta ấy, 20 thì nó vẫn còn kéo dài đến tận 20 bao nhiêu đúng không ạ? Nếu 2010 có thể là 2010 hoặc là 2010 đều chính xác ạ. Đấy nhá. Thì các em nhớ cô thêm cái cách đọc nữa những năm mà từ năm 2000 trở đi. Đấy, thì nó có những cái số 0 ở giữa ấy thì mình có thể là đọc có nhiều cách đọc khác nhau và vẫn đúng. Ok, và bây giờ quay lại về cái bài nghe của chúng ta nhá. Hôm nay bài tập luyện nghe từ con số 0 của chúng ta sẽ là về date, và bây giờ mình đang dừng lại ở year là ở năm. Vừa rồi các em đã biết cách là nghe năm và đọc năm như thế nào rồi, bây giờ mình sẽ thử luyện tập này. When did these famous writers live? Listen and write down when they were born and when they died. Bây giờ các em sẽ lắng nghe xem là những cái nhà văn nổi tiếng ở đây là họ sống vào khi nào và thời gian nào. Có nghĩa là họ sinh ra và họ mất vào thời gian nào. Viết, tức là nghe và viết xuống xem là when they were born and when they died. Born là sinh ra, đúng không ạ? Còn died là mất đi. Ok, ở đây mình có những cái nhà văn rất là nổi tiếng, có 6 người ạ. Và các em sẽ cùng nghe giúp cô cái nội dung bài nghe này, nghe thật là chính xác xem là năm sinh năm mất của những nhà văn này là năm sinh nào nhé. When did these famous writers live? Listen and write down when they were born and when they died. 1. When did Charles Dickens live? Dickens? Well, he was born in 1812 and he died in 1870. 2. Do you know when D.H. Lawrence was born? Yes. He was born in 1885. And when did he die? He died in 1930. 3. Do you know when Jane Austen was born? Yes, she lived from 1775 to 1817. 1775 to 1817. That's right. 4. Is Ernest Hemingway still alive? No, he died in 1961. Oh, when was he born? He was born in 1899. 5. Do you know when Emily Dickinson lived? Yes, she was born in 1830 and she died in 1886. 6. When was Oscar Wilde born? Oscar Wilde. Oh, in 1854. And when did he die? In 1900. Và sau đây sẽ là đáp án. Charles Dickens, một nhà văn rất nổi tiếng người Anh. He was born in 1812, năm 1812, and died in 1870. Okay? Các em có viết được chính xác những từ này không ạ? Nếu mà không chính xác ấy, thì cô nghĩ là phần nhiều ấy là do các em vẫn còn bị nhầm giữa 17 hay là 70. Ok, nhưng mà có một cái mẹo nhỏ. Em để ý này, ông này sinh năm 1812, mình biết được là 1812 rồi, là 1812 rồi đúng không ạ? 1812. Thế bây giờ mất thì chẳng nhẽ mất năm 1817 thì ông ấy, thế thì ông ấy chết sớm quá đúng không ạ? Tự sinh ra nó phải là 1870. Vậy có một cái mẹo nữa là nhiều khi mình có thể dùng một cái gọi là cái trí thông minh của mình, cái common sense của mình để mình lựa được đáp án đúng. Ok chưa ạ? Cũng là một cái mẹo khá là hay. Ok, Lawrence, he was born in 1885 and he died in 1930, 1885 và 1930. Jane Austen was born in 1775 and she died in 1817. Okay. Ernest Hemingway was born in 1899 and he died in 1961, 1899 và 1961. Okay.
Emily Dickinson was born in 1830 and she died in 1886. Oscar Wilde, he was born in 1854 and he died in 1900. Okay, 1900. Các em nhớ cách đọc của cái từ đuôi không không đấy chưa ạ? Đấy nhá. Và trong một số những cái cụm từ khác khi người ta muốn nói là vào những năm 1900 thì người ta muốn chỉ là 1900, 1901, 010, vân vân 15 ấy. Và những năm đấy thì người ta hay dùng cái cụm là in the 1900 và thêm SC vào. Thì cái SC đấy ám chỉ là có rất là nhiều những cái năm mà có đuôi là không gì đấy, ví dụ 00, 01, 02, 03, vân vân. Nghĩa là nó là in the 1900s, là vào những năm, gọi là vào những năm 1900, là vào những năm, vào những thế kỷ 20 đấy, thì thế này thì thế kia. Thì người ta hay có thêm cái cụm đấy nữa, thì các em cũng lưu ý giúp cô nhá. Và khi mà các em nghe thì đây chính là script của cái bài nghe vừa rồi. Người ta có thể hỏi là đấy, when did Charles Dickens live? Charles Dickens đã sống khi nào? Dickens, well, he was born in 1812 and he died in 1870. Thì đấy là cái script của bài. Các em có thể xem qua, phải dừng băng lại xem kỹ xem qua nhá. Đấy, cái cách để người ta hỏi một cái người ở đấy sinh ra và mất khi nào thì các em dùng những cái mẫu câu như thế này. Câu số 4, người ta có một câu hỏi khá thú vị, đó là is Ernest Hemingway still alive? Ernest Hemingway có còn sống không nhỉ? Hiểu không? Ông ấy mất năm 1961. Ok. Đấy nhá. Thì đây là script của 6 cái bài vừa rồi. Và nếu như các em có thể là viết đúng toàn bộ cái phần 5 vừa rồi ấy, thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm bước vào cái phần tiếp theo. Đó là chúng ta sẽ học cách, mình học cách gì đây ạ? Nói về tháng, months. Months. Thì rõ ràng là chúng ta có bao nhiêu tháng trong một năm ạ? How many months do we have? We have 12, đúng không ạ? Chúng ta có 12 tháng. Tháng 1 là January. Tháng 2, February. Tháng 2 có ngày, một ngày để hẹn hò được. Đó là ngày 14 tháng 2, Valentine's Day, đúng không ạ? Tháng 3, March. Tháng 4, April. Tháng 5, May. Tháng 6, June. Tháng 7, July. Tháng 8, August. Tháng 9, September. Tháng 10, October. Tháng 11, November. Và tháng 12, December. Ok, thì đấy là 12 tháng của chúng ta. Có vẻ như tháng nào thì cũng có một số những cái ngày lễ, một số những ngày holiday nào đấy, đúng không ạ? Rất là hiếm khi có tháng nào mà không có cái ngày lễ gì cả. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã học qua lại gì ạ? 10 cách viết cũng như cách đọc của 12 tháng trong một năm. Đấy, thì các em nhớ giúp cô nhá. Ok, và bây giờ mình đến phần quan trọng hơn này, là mình sẽ kèm thêm dates vào so với month và kèm thêm cả year luôn. Thế coi như là thành luôn một cụm là ngày, tháng, năm. Và cái cấu trúc của chúng ta như sau. Các em sẽ dùng the cộng với ngày ở dạng số thứ tự. Cái này rất quan trọng, nó không phải là số đếm ạ. Ví dụ em muốn nói là ngày mùng 3 tháng 2 thì nó phải là the third. Các em không được dùng the three, mà nó phải là the third. Các em dùng cho cô ordinal number. Được chưa? Nhá. Nó phải là the cộng với số thứ tự, mà hơn nữa là số thứ tự thì mới đi với giờ. Đấy ạ. Sau đó cộng với of, cộng với tháng và năm ở cuối thì chúng ta sẽ được một cái cụm để chỉ ngày tháng năm. Ok, now say these dates out loud. Bây giờ hãy đọc to những cái ngày tháng này lên nhá. Và chúng ta hãy cùng nghe băng và kiểm tra xem là các em nói có chính xác hay không. Ở phần này thì cô yêu cầu các em là thử tự mình ấy, tập nói trước khi tập nói trước dựa theo cái công thức mà cô đưa cho các em ở trên đây. Về số thứ tự thì chúng ta đã học trong tiết học đầu tiên và cô hy vọng rằng là các em vẫn còn nhớ, được chưa ạ? Nó có thể là the first, the second, the third, đúng không? Hay là ví dụ như thứ 11 thì sẽ là 11th, đúng chưa ạ? Còn 21 thì sẽ là 21st. Số đếm đi trước, số thứ tự đi sau, 21st. 31 là 31st. Chúng ta không có thứ 32, ngày thứ 32 của tháng đúng không ạ? Chỉ 31 ngày là hết, đúng không? Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe và các em cùng kiểm tra lại xem là những cái ngày, tháng, năm này ở trong cái bài tập ngày hôm nay của chúng ta này thì các em nói có chính xác không nhá? The 7th of June, 1948. The 8th of February, 1985. The 23rd of March, 1980. The 2nd of January, 1984. The 14th of November, 1987. The 24th of December, 1962. The 4th of September, 1972. The 3rd of October,
1921. The 8th of July, 1956. The 29th of February, 1980. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem là cái cách đọc ngày tháng năm của mình nhé, thì nó như thế nào. Đầu tiên, ngày mùng 7 tháng 6 năm 1948 đúng không ạ? Thì ngày mùng 7 thì nó sẽ phải dơ. Thứ 7 sẽ là 7th. Chính xác chưa ạ? Và đến of, tháng 6 của mình là June. Và ghen thêm 1948 vào là xong. Ok chưa? The 7th of June, 1948. Ngày mùng 8 tháng 2 năm 1985 của mình sẽ là the 8th of February, 1985. Ok chưa? Rất chính xác nhá. Ngày thứ 8 này, tháng 2 này, năm 1985. Được chưa? Hoặc là the 23rd of March, 1980 sẽ là ngày thứ 23 tháng 3 năm 1980. Ngày 23 tháng 3. Ok, the 2nd of January, 1984 sẽ là mùng 2 tháng 1 năm 1984. The 14th of November, 1987 thì sẽ là ngày 14 tháng 11 năm 1987. The 24th of December, 1962 sẽ là ngày 24 tháng 12 năm 1962. The 4th of September, 1972 sẽ là ngày mùng 4 tháng 9 năm 1972. Đúng chưa? The 3rd of October, 1921 thì sẽ là ngày mùng 3 tháng 10 năm 1921. Nhớ là 1921 là 19, ở bên này 21 bình thường nhá. Nếu không có học một hồi xong rồi số đếm số tự loạn hết cả lên. Tiếp ạ. The 8th of July, 1956. Thì các em nhớ giúp cô là khi mà mình nói là ngày mùng 8 này, tháng 7 năm 1956 này, thì nó có cái số 8 này thì nó bắt đầu bằng nguyên âm E, thì cái đọc giúp cô thành Z. Còn nếu như nó là T hoặc là F hoặc T này thì mình đọc là Z nhá. The 8th of July, 1956. The 29th of February, 1980. Ngày 29 tháng 2 năm 80. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục là chuyển sang một cái bài tập nữa. Bây giờ các em sẽ nghe giúp cô xem là when did these visitors arrive in Britain and when will they leave? Những cái người khách du lịch ấy thì họ đã tới Anh vào ngày nào và họ sẽ rời đi vào ngày nào? Ở đây mình có một cái calendar, một cái lịch đúng không ạ? Và mình sẽ khoanh ở trên đây xem là đến ngày nào rồi đi ngày nào. Ok chưa? Listen and circle the day each person arrived and the day they are leaving. Chúng ta sẽ nghe và chúng ta gì đây ạ? Khoanh vào đây. Ok nhá. Thì chúng ta có bốn bức tranh và cô mời các em bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe nghe tranh và các em khoanh giúp cô có thể là ghi xuống hoặc là các em nhìn để các em khoanh vào đây xem là những cái người du khách thì họ tới Anh vào ngày nào và họ đi vào ngày nào nhé. When did these visitors arrive in Britain and when will they leave? Listen and circle the day each person arrived and the day they are leaving. One. So how long have you been in Britain? Well, we arrived on the 4th and we're staying until the 20th. 2. Have you been here long? Just 5 days. We arrived on the 10th. And how long will you be here? Until the 22nd. 3. Have you been here long? Not long. We arrived on the 5th. Will you be staying long? Until the 19th. 4. So, when did you get here? Last week, on the 10th. And how long will you be here altogether? We are staying for 10 days. 5. Have you just arrived? No, we arrived on the 6th. I see. And how long will you be staying here? We leave on the 25th. 6. Are you planning to stay here long? Until the 20th. I see. And when did you get here? We got here on the 1st of the month. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng chữa nhé. Như vậy là chúng ta có đến 6 tranh chứ không phải là 4 tranh, đúng không ạ? Càng nhiều càng ít, các em nghe nhiều lên. Cái cách mà mình luyện nghe ở đây là chúng ta luyện nghe càng nhiều càng ít. Tâm thế như vậy thì kiểu gì các em cũng sẽ tiến bộ nhanh, được chưa? Và nếu như mà nghe lần đầu mà chưa nghe ra thì chúng ta sẽ nghe lại và nghe kỹ hơn, nghe có thể là dừng băng lại để ghi xuống chậm hơn. Tốt nhất là chúng ta nên theo cái mô hình học bậc thang ấy. Có nghĩa là nhiều em muốn là học một phát là phải giỏi ngay, rất là khó, được chưa? Thế nhưng mà nếu như các em đi từng bước một, ví dụ hôm nay mình học một bài, cô Mai Phương à, luyện nghe được con số 0 đúng không ạ? Một bài, sau này bài nữa,
bài nữa. Mà nếu như không được một bước thì nửa bước một, đúng không? Xong lại lên tiếp. Thì cứ như vậy, các em cứ yên tâm là kiên trì thì kiểu gì cũng đến lúc là mình sẽ đạt đến gọi là cảnh giới cao. Đó là người ta nói cái gì mình cũng sẽ nghe được. Và sau đấy mình sẽ luyện tiếp là nói cái gì nghe được là mình cũng đáp lại được luôn. Thế là coi như là đàn. Ok chưa? Thế bây giờ với cái bài này là những người du khách này họ tới nước Anh vào cái khi nào? Thì chúng ta có cái đáp án như sau. Bức tranh đầu tiên của chúng ta tới vào ngày thứ tư ngày 4 tháng 6 và đi vào thứ sáu ngày 20 tháng 6. Lát nữa thì mình sẽ xem script sau ạ. Đây đáp án trước. Bức tranh số 2 cũng bắt là tháng 6 thì một người này là họ sẽ đến vào thứ ba ngày 10 tháng 6 và đi vào ngày thứ chủ nhật ngày 22 tháng 6. Đấy, cái này thì mình sẽ quen với kiểu là cái lịch, lúc thì lịch ngang, lúc thì lịch dọc, đúng không? Đấy. Và đây là script ạ. Bạn đã ở Anh được bao lâu rồi? Ồ, tôi đến vào ngày mùng 4 và chúng tôi sẽ ở cho đến ngày 20. Ok, thế thế này mình chỉ khoanh ngày mùng 4 và 20 thôi, vì đây là cái lịch đã sẵn là June rồi, đúng không ạ? Sẵn là June rồi. Ok, câu thứ hai. Bạn ở đây lâu chưa? Just 5 days, mới được 5 ngày. We arrive on the 10th, là đến ngày mùng 10. Và bạn sẽ ở đây đến bao lâu? Thì bảo là until the 22nd. Đó là tới gì ạ? Ngày 22. Các em nhớ giúp cô nhá, cái số thứ tự của mình sẽ là số đếm trước rồi đến số thứ tự sau, là 22nd. Ok. Nếu bạn nào mà nhớ mà quên ấy thì là đến tiết này rõ ràng là mình sẽ một lần nữa là các em sẽ được ôn tập lại cái cách mình đọc số thứ tự một cách chuẩn xác. Ok chưa ạ? Và cô rất là hài lòng với cái chất lượng của khóa học, đặc biệt là khóa học mà luyện nghe này. Vì cô Mai Phương mang đến cho chúng ta một cái khóa học mà có một cái sự tuần tự. Đấy. Bổ trợ kiến thức, bồi đắp kiến thức liên tục từ tiết trước sang tiết sau, liền thành một cái hệ thống thống nhất. Và từ đấy thì các em học càng lúc càng thấy tiến bộ hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Ok, bức tranh số 3 của chúng ta là tới vào ngày mùng 5 và đi ngày 19, cũng vẫn là tháng 6. Và bức tranh thứ 4 của mình là tới ngày mùng 10 và đi vào ngày 20. Và script của chúng ta như sau. Bạn ở đây lâu chưa? Have you been here long? Long đây là lâu. Not long, không lâu. We arrive on the 5th. Chúng tôi tới vào ngày mùng 5. Will you be staying long? Có ở lại lâu không? Until the 19th. Cho tới tận ngày 19. Và tranh số 4 ạ. Bạn đã tới đây khi nào? Last week on the 10th. Vào ngày mùng 10. And how long we will be here altogether? Và tất cả mọi người sẽ ở đây trong bao lâu? Sẽ là we are staying for 10 days. Ở bức tranh số 4 này thì chúng ta phải lái phép cộng một chút. Nghĩa là tới vào ngày mùng 10 và ở trong 10 ngày. 10 days. Thì các em phải nghe thông tin này, các em tự cộng vào để cho nó thành cái ngày 20 này. Còn trong bài người ta không có nói là the 20th, nhưng mà tự cộng vào để ra được cái ngày đi. Rồi mình có cái khoảng thời gian, đúng không ạ? Cái length of stay mình cộng vào là cũng ra ngay. À, với những bài này thì chúng ta cũng là phải hiểu cái thông tin ở trong bài một chút thì các em cũng là chọn được bài. Còn nếu như cô cứ ngồi chờ 20th thì cũng mà đến sang năm cũng không thấy có đâu, đúng không ạ? Ok. Bức tranh số 5 của chúng ta đáp án sẽ là đến vào ngày mùng 6 và đi ngày 25. Còn lại khá là dài, đúng không ạ? Và cuối cùng sẽ là tới vào ngày mùng 1 và về ngày 20. Ok. Nhá. Và script của chúng ta như sau. Bạn vừa mới tới à? Have you just arrived? Bạn vừa mới tới à? Thì bảo no, we arrive on the 6th. Không, chúng tôi tới vào ngày mùng 6. Ok chưa? I see. And how long will you be staying here? Bạn sẽ ở đây trong bao lâu? Thì nó là we leave on the 25th. Ok, vậy 6th và 25th. Và bức tranh cuối cùng của mình sẽ là are you planning to stay here long? Bạn có định ở lại đây lâu không? Thì bảo là until the 20th, để cho tới ngày 20. I see. Tôi biết rồi, tôi hiểu rồi. And when did you get here? Và bạn tới đây khi nào? Thì bảo là we got here on the 1st of the month. Ở đây, cái bài này á, thì nó lại là đảo cái ngày đi lên trước và cái ngày tới lại hỏi câu hỏi ở phía sau. Thì cũng chả sao, đúng không ạ? Và cái quan trọng ở đây đó là các em nghe không chỉ là các em tập trung nghe số đếm, số thứ tự, mà các em còn cố gắng là nên hiểu giúp cô ấy cái nội dung của bài hội thoại nó là gì. Thế sau này chúng ta còn áp dụng trong cuộc sống thường ngày nữa, đúng không ạ? Vậy cái việc luyện nghe mình phải mở rộng bao quát ra nhiều tình huống trong đời sống và áp dụng thực tế luôn. Và bây giờ nếu như mà em nào lúc nãy á mới chỉ tập trung nghe số không thôi, vừa rồi có phân tích script rất hay, thì các em có thể một lần nữa thì nghe lại cái bài tập này một lần nữa. Các em có thể lùi lại băng, đúng không? Nghe lại file nghe này một lần nữa, xem script kèm theo, và để mình học được cái cách người ta hỏi về ngày tháng như thế nào, cách trả lời như thế nào, cái thời gian tới và người thời gian đi như thế nào. Đây là những cái bài rất là hữu ích. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới bài tập số 2. Bài tập số 2, ở đây mình sẽ đến một cái bài tập mà người ta sẽ không hỏi ngày tháng nào nữa, mà người ta hỏi cái khoảng thời gian là bao lâu. Ví dụ như lúc nãy chúng ta có khoảng thời gian, tôi ở đây sẽ là, ví dụ ở bức tranh số
2. Người ta hỏi là bạn đã ở đây lâu chưa? Have you been here long? Bạn đã ở đây lâu chưa? Người ta hỏi là just 5 days, là mới có 5 ngày, đúng không ạ? Thì cái 5 ngày này nó chính là hỏi về how long á. Bạn ở đây trong bao lâu thì người ta trả lời là trong 5 ngày. Ok. Còn nếu như hỏi là tới vào ngày nào, người ta sẽ dùng câu hỏi when. Câu hỏi when thì nó sẽ phù hợp. Thì when khác với how long ở chỗ là when sẽ thể hiện cái mốc thời gian, còn how long sẽ là một cái khoảng thời gian. Thì ạ, mốc thời gian nghĩa là tôi tới vào ngày mùng 10, tôi tới ngày mùng 1, tôi tới ngày 20, ngày 25 vân vân. Còn bao lâu tức là tôi ở đây được trong 5 ngày hay 10 ngày hay là 20 ngày. Ok chưa ạ? Đấy nhá. Đấy. Thì các em lưu ý giúp cô này. Hoặc ví dụ như người này ở tranh số 4 đến ngày mùng 10 và ở lại trong bao lâu đấy ạ? 10 days, trong 10 ngày, và dẫn đến là họ sẽ đi ngày 20. Ok chưa ạ? Đấy nhá. Thì bây giờ mình sẽ đến một cái bài tập, đó là bây giờ mình sẽ nghe xem là những người này ở đây trong bao lâu. How long, và các em hiểu nó sẽ là một cái khoảng thời gian bao lâu đó. Listen and write the number of weeks, months or years they have been here. Cô mời các em. Activity 6. How long have these people been in Britain? Listen and write the number of weeks, months or years they have been here. 1. How long have you been here? Let's see. I've been here for about 6.5 weeks now. 2. Have you been living in Britain long? Yes, I came here 16 years ago. 3. Have you lived here long? For about 3.5 months now. 4. And you've been here for about 3 months? No, I've been here for 9 months now. 5. So when did you first come to the UK? Oh, let me see now. It was about 26 years ago. 6. Did you arrive in the UK recently? Yes, I've only been here 4.5 weeks. 7. How long have you been living in England? This is my 5th year now. 8. Have you been living here for very long? No, only 5 weeks. Và bây giờ sẽ là đáp án của chúng ta nhé. Ở cái đoạn hồi lại đầu tiên, người này ở nước Anh là 6.5 tuần, sẽ là 6.5 weeks. Ok nhá, và các em nhớ là weeks thêm SC vào ở đây là 6.5 là nhiều rồi, đúng không ạ? Cứ hơn 1 là phải có SC. Người thứ hai là 16 years, 16 năm. Người thứ ba là 3.5 months, là 3.5 gì ạ? Tháng. Đúng rồi. Người thứ tư thì là ở nước Anh trong 9 tháng, 9 months. Người thứ năm trong 26 năm, 26 years, chắc là sinh ra ở Anh luôn, bây giờ được 26 tuổi. Người thứ sáu ạ, thì ở Anh trong 4.5 weeks, tức là 4.5 tuần. Người thứ bảy ở Anh trong 5 năm, 5 years. Và thứ 8, người thứ 8 thì ở Anh trong 5 tuần, 5 weeks. Và đây sẽ là script, các em có thể kiểm tra qua. Và đây trong bao lâu? Rồi xem nào. I've been here for about. Người ta dùng từ about khi nói về một cái khoảng thời gian bao nhiêu lâu đấy, mình không có nói chính xác. Là for about 6.5 weeks now. Là tới bây giờ là được 6.5 tuần rồi. Ok. Người này thì 16 năm, người này thì 3.5 tháng. Người này thì là 9 tháng, hay người này 26 năm, hay người này là 4.5 tuần. Ok chưa ạ? Đấy nhá. Và các em cũng xem kỹ cho cô một số những cái câu hỏi người ta sử dụng khi muốn hỏi là bạn tới Anh khi nào, hoặc là bạn tới Anh lần đầu tiên khi nào. Ví dụ, so when did you first come to the UK? Thì cái từ first nó chỉ là cái lần đầu tiên, và sử dụng ở trong câu hỏi thì nó vào cái câu hỏi như này, đi trước động từ như này. When did you first come to the UK? Ok. Hoặc là did you arrive in the UK recently? Gần đây thì bạn có tới thăm nước Anh hay không? Ok nhá. Thì đấy là script của cái bài tập vừa rồi. Và cô hy vọng rằng là các em cũng có thêm kiến thức. Khi mà mình nói về thời gian thì có thể hỏi về mốc thời gian, đó là cái cách chỉ về dates, hoặc là hỏi về khoảng thời gian như là câu hỏi của chúng ta. Đây là câu hỏi gì đấy ạ? Câu hỏi how long. Được chưa? Ok nhá. Hoặc là câu hỏi là bạn đã ở đây lần đầu tiên, bạn đến lần đầu tiên khi nào? Người ta cũng có thể lái sang là đến bây giờ là được 26 năm, và tức là 26 năm trước đây, 26 years ago. Ok nhá. Câu số 7 ạ,
bạn đã ở nước Anh trong bao lâu? Đấy, chuẩn chỉ câu hỏi how long chưa ạ? Đây là năm thứ 5. This is my fifth year now. Người ta có rất là nhiều cách để trả lời. Không nhất thiết lúc nào cũng phải là I have been here for 9 months. I have been here for 5 years. Người ta có thể nói là this is my fifth year now. Là đến năm nay là năm thứ 5 thì cũng chính là ở đây được 5 năm. Trong tiếng Anh là như vậy, trong văn nói là như vậy. Người ta có rất là nhiều cách khác nhau để cùng chỉ một ý. Ở đây các em có thể học được cái cách đó thông qua những nội dung của các bài nghe này. Từ đây thì các em cũng có thể tự cải thiện cái kỹ năng nói của mình. Các em biết không? Đấy nhá, bài này thậm chí có thể đưa ra là một cái bài học trong kỹ năng nói bình thường, hoàn toàn bình thường. Bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng được, đúng không ạ? Những cái nội dung thông tin này vào cái bài nói của mình. Bạn đã ở đây được lâu chưa? Ồ, chưa, mới chỉ có 5 tuần thôi. No, only 5 weeks. Hoặc là just 5 weeks, mới chỉ có 5 tuần. Ok, còn bây giờ sẽ là cái bài tập cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay của chúng ta. Tiết học luyện nghe về ngày tháng, dates. Và bài tập này cũng là một bài tập cực kỳ quan trọng, liên quan đến ngày tháng, liên quan đến thời gian. Đó là với thời gian thì các em còn phải lựa chọn giới từ cho chính xác nữa. Cùng để ý này, ở câu thứ nhất, tôi sinh ra vào ngày 16 tháng 6 đúng không ạ? Ở đây, thay vì nói theo công thức lúc nãy, chúng ta có thể nhớ lại công thức lúc nãy khi mà cô hướng dẫn cho chúng ta ở đầu buổi là về ngày thứ bao nhiêu của tháng mấy, chúng ta sẽ dùng the 16th, xong đến of, xong đến tháng, June và đến năm. Nhưng cũng có một cách nữa ngắn gọn hơn mà người ta dùng trong cách này, đó là đưa tháng lên trước và ở phía sau đó là the cộng với lại thời gian, ví dụ là June the 16th, thì cũng là một cái cách đọc đúng chính xác đối với ngày tháng. Thì các em lấy lưu ý cho cô có hai cách như vậy. Ok, một là June the 16th, hai là the 16th of June. Ok, và nếu như có ngày ấy, thì luôn luôn phải dùng giới từ on. Em nhớ giúp cô cái này. Bất kể, whatever nha, bất kể tình huống nào, cứ có ngày thì các em dùng cho cô giới từ on. Được chưa? I was born vào năm, năm thì không có được dùng on, dùng in. Năm là in. In 1949, I am a doctor, tôi là một bác sĩ. I go to work, tôi là bác sĩ và tôi đi làm vào lúc, vào giờ ấy. Giờ thì mình dùng giới từ gì ạ? Thế trước mình học giờ rồi ạ. Mấy giờ thì dùng gì ạ? Dùng at. Dùng at. Chính xác chưa? Chính xác rồi nhá. Được chưa? Thì sẽ là on khi có ngày tháng, in với năm và giờ chúng ta dùng at. Rồi ok. Câu số 2. Hi, I am an artist. Xin chào, tôi là một người nghệ sĩ, một người gọi là nghệ sĩ đấy đúng không ạ? Làm nghệ thuật đấy. Rồi ok. I go to work, tôi đi làm. Vào buổi sáng thì chúng ta dùng gì ạ? In the morning, đúng không? In the morning, vào buổi sáng phải in. I start work, tôi bắt đầu công việc này. Giờ thì dùng gì? Dùng at. Đúng chưa ạ? Giờ thì dùng at. I was born, bây giờ có giống như này đúng không ạ? Thì sẽ dùng on. Tôi sinh ra vào ngày 10 tháng 4, sẽ là on April the 10th. Hoặc là on the 10th of April. Ok. Câu số 3. Howdy. Howdy đây chính là hi. Hi, vẫn là chào thôi ạ. Howdy, I was born. Bây giờ có cả ngày, cả tháng, cả năm, nhưng không quan tâm. Whatever, cứ có ngày, kiểu dịch on. Không chưa ạ? Tiếp nhá, tôi là nông dân. Tôi là nông dân. I milk the cows. Thì milk the cows là tôi vắt sữa bò, đúng không? Và buổi sáng thì sẽ dùng in. Buổi chiều thì cũng là in, in the afternoon. Và buổi tối sẽ là in the evening, đúng không ạ? Và tôi cũng vắt sữa bò vào buổi sáng và vào lúc giờ thì chúng ta dùng at. Câu số 4 ạ. Hey, I'm a football player. I was born. On là cái chắc, vì có ngày. I was born 1991 thì phải in. Và giờ thì at. Đúng chưa? Tôi là một cầu thủ bóng đá. Tôi sinh ra vào ngày 1 tháng 8 và tôi sinh ra vào năm 1991. Và tôi đi tập luyện vào lúc 7 giờ sáng hàng ngày. Ok, và các em nhớ giúp cô nhá. Đây là cái cách mình sử dụng giới từ với những cái cụm từ chỉ thời gian. Và đến đây thì cô cũng xin tạm dừng tiết học ngày hôm nay của chúng ta về chủ đề dates. Và cô hy vọng rằng là tất cả các em tham gia khóa học này của cô Mai Phương thì đến bây giờ chúng ta đã phải rất là tự tin liên quan đến số, liên quan đến ngày tháng, liên quan đến số thứ tự, liên quan đến cái cách để mình nói về ngày tháng như thế nào. Và bây giờ các em có thể trả lời giúp cô một câu hỏi được không? Câu hỏi của cô sẽ là when was you born? Các em sinh ra vào ngày tháng năm nào? Các em có thể trả lời một cách rõ ràng và rành mạch được không? Comment lại tại video ngày hôm nay của chúng ta một cách bằng chữ viết đầy đủ hết ra nhá. Chứ đừng có viết số ra nhá. Ok, các em viết bằng chữ, tức là bằng số đếm, bằng số thứ tự, bằng năm, cái chuẩn xác comment tại video này của cô Mai Phương.